Rồi, rất vui được chào đón anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Lam Audio. Hôm nay thì bên em lên thanh lý cho anh em một sản phẩm lọc xì đến từ thương hiệu của Technic. Đó, em này là hàng bãi anh em nhé. Đó, một model cũng rất là ít có ở trên shop của em. Đấy, về lẫn thì em bị gãy một chút chữ T đầu tiên. Đấy, và em lên thanh lý bán cho anh em để xả cho anh em để chơi Tết nhé. Em này thì có model là SH8046 với kích thước ngang là 43, cao 9,5, sâu 25, máy chạy điện 100 và có công suất là 7W nhé. Điều đặc biệt của em này không phải là ở đèn nước rất là đẹp rồi. Đó chính là hệ thống cần di bằng cảm ứng nhé. Đấy, cảm ứng anh em một chạm vào là anh em có thể lên xuống được các cái điểm di nhỉ? Anh em thấy không ạ? Đó, anh em chỉ cần chạm vào là các cái cần nó sẽ di đến đúng cái điểm mà anh em cần nhá, để hiệu chỉnh chỉnh xong anh em nhớ. Đó, em này thì lưu nhớ được 4 chế độ. Sau khi chỉnh xong anh em có thể chuyển về chế độ nháy. Giấy thì có hai chế độ nháy nhá. Đó, nháy truyền thống cũng như là nháy theo cái kiểu nhạc pop. Và sản phẩm này bên em đang bán ra với giá thanh lý nhá. Trước đây thì sản phẩm này thì cũng đã bán ra với giá đó khoảng lanh quanh khoảng 3 triệu hoặc trên 3 triệu. Hôm nay em bán thanh lý vẫn bao ship cho anh em bình thường với giá là 2.200.000. Vẫn bảo hành 6 tháng miễn phí bình thường. Anh em lưu ý đây không phải là hàng thu hồi của dân nhé. Đây là sản phẩm hàng bãi. Em lên thanh lý. Trong đợt cuối năm này thì em sẽ thanh lý một số các cái mã đời gọi là thấp thấp một chút. Đấy, để sang năm tới thì em sẽ có chương trình nâng cấp cách mặt hàng của em lên thêm một chút nữa. Em sẽ thanh lý những cái hàng tồn, hàng giá bình dân để cho anh em ai mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ sở hữu một em đó. Chất âm thì cực kỳ là tốt anh em nhé. Đó, em này cũng sử dụng được hai cổng đầu vào này. Đấy, chất âm rất là tốt. Không phải là thanh lý là không dùng được anh em nhé. Dùng bình thường, chất âm tốt và vẫn được bảo hành miễn phí 6 tháng anh em nhé. Đó là một cái lợi thế rất lớn cho anh em. Đấy, anh em nào mà kết em này có thể liên hệ với bên em để được tư vấn đặt hàng nhé. Đó, anh em chỉ cần ấn thôi, không cần gì thì nó đó. Anh em xong rồi anh em có thể lưu nhớ vào bất kỳ một cái mốt nào mà anh em yêu thích. Đây, em này có 4 mốt. Anh em liên hệ bằng cách là gọi điện thoại 0981 956 486 đến cho em nhé. Em xin phép tạm dừng clip tại đây. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em. Máy thì bao đẹp bao zin cho anh em nhé. Có cái lóc thì nó hơi sức một chút, em không spare vì là quá rẻ rồi. Cái này nó ở trên nóc nên là cũng không quá quan trọng anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.